Hello, 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 hello anh em. Chào mừng tất cả anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Ok anh em ơi, là mình đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục lên một cái video để chia sẻ cho anh em top những cái nhà cái hiện tại mà uy tín nhất và nên chơi nhất anh em nhá. Thì nói chung hiện tại thì cũng khá là nhiều nhà cái đang 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 nổi lên và đang phát triển. Những nhà cái thương hiệu như là Qbet này anh em, Qbet, Thabet này, Y9bet này, SHBet này, nói chung những nhà cái đó thì cũng khá là ok, chơi thì cũng được. Chơi thì tôi cũng có một khoảng thời gian rất là dài chơi Qbet. Nhưng mà sau này có những cái lý do, đó là những lý do mà liên quan đến nhà cái tôi mới nghỉ. Chứ bây giờ nói chung là tôi cũng thua rất nhiều Qbet, thì cái vấn đề đấy thì cũng gọi là một phần nào đó tác động đến việc tôi thay đổi nhà cái khác, kiểu mình cảm thấy mình không hợp ấy, mình không hợp mình lắm ấy, mình không hợp với thằng Qbet ấy đấy. Nhưng mà đó cũng chỉ là một cái lý do nhỏ thôi đấy. Cái lý do mà lớn nhất ấy, đó là do thằng Qbet, nó thời điểm đó nó bịp như thế nào nhỉ, sóc đĩa ấy. Nó bị tôi ở cái game sóc đĩa, đúng cái lúc tôi đang chơi luôn, mẹ bịp vãi cay thật sự luôn. Tức là lúc đó tôi đang chơi cái sảnh live của nó ấy, thì con bé nó sóc, lúc nó mở ra anh em, à đúng rồi, bây giờ anh em cứ lên YouTube anh em gõ là Qbet bịp như thế nào đi, là rất là nhiều video, rất rất là nhiều video để anh em xem là anh em biết là như thế nào hay luôn. Đấy, nó bịp bịp trắng trợn luôn, bịp trước mắt mình luôn anh em, mẹ cay cay thật sự luôn. Lần đấy là tôi nhắn tin cho tôi, khi đấy thì không, kiểu không quay lại kịp cái video đấy, nhưng mà nhiều anh em có thể quay lại rồi. Thì tôi lên thì tôi lấy cái thằng video đấy, tôi gửi cho thằng chăm khách hàng luôn. Thì nó bảo là chắc đây là ghép, hình ghép mẹ mày, hình ghép, ghép cái gì, ghép kiểu gì, đúng cái mặt cái con nhân viên của nó, đúng cái phiên viên nó luôn, ghép kiểu gì đấy. Sau đó thì tôi cày qua anh em, tôi cày qua. Tức là thế nào, tức là khi đó á là nó sóc ra tứ đỏ, nhưng mà lúc lúc tức là lúc lúc nó mở ra là đã nằm tứ đỏ sẵn nó rồi. Nhưng mà xong nó bục phát, nó nháy cái mắt phát là bục phát là lên một trắng, ba đỏ một trắng, vãi luôn, thề luôn. Mẹ tôi quay lại, tức là tôi lên tôi xem, anh em nên mở xem cho nó quay chậm ấy, cho nó quay chậm để mà xem cho kỹ. Mẹ rất là ảo luôn, nó chỉ cần, chắc là tôi nghĩ là một thằng nào đó nó ngồi trong nó bấm ấy, bấm cái chip ấy là nó rung phát nó bật luôn ấy. Tức là lúc đấy là anh em để ý là cái con bé nó sóc ấy, nó cũng giật mình mà anh em, nó giật mình, nó nhìn vào phát mà đấy, mẹ bịp bịp thật sự luôn. Sau đó là cay quá, nhắn tin thì bắt đầu cãi nhau với bọn kia một một thời gian. Bọn chăm sóc khách hàng ấy nó bảo là cái hai vấn đề này là bọn em không hỗ trợ, không giải quyết được anh ơi. Mà em biết không, rõ ràng là tại đó tôi đánh chẵn, tôi không lót tứ nhưng mà tôi đánh chẵn. Ai mất 4 7 củ của tôi. Hình như 7 củ vậy, tôi nhớ là 7 củ hay là 17 củ gì đấy. Nói chung là có số 7 anh em, có số 7. Mẹ cay cay, đúng cay, điên đảo luôn. Và một cái vấn đề nữa, đó là thằng Qbet anh em biết không, nó chỉ cho mình rút hai ngày một lần, hai lần một ngày thôi đấy. Mẹ tôi không hiểu lý do vì sao luôn, trong khi tiền là tiền của mình không đi xin, cũng không đi vay, không đi mượn gì nó, mà nó chỉ cho mình rút hai lần, vãi cả linh hồn luôn, mẹ cay đắng luôn. Nhiều khi cần một cái việc gì đó cần tiền gấp ấy, không rút được ấy, rất là cay luôn. Mẹ mày hụp nha, hụp nha. Đấy, anh em cứ nghĩ thử xem, có những cái vấn đề như vậy mà mình cộng thêm cái chuyện đó là mình thua rất là nhiều nữa. Mình thua đợt đợt đấy Qbet tôi thua rất là nhiều luôn đấy, bắt đầu là nghỉ luôn, nghỉ hẳn luôn, chắc có khoảng tầm gần hơn hơn gần 2 năm rồi đấy, 5 rưỡi rồi đấy. Đấy, sau đó chuyển qua cái con game này, cái nhà cái này, nhà cái 68 game bài đây anh em. Đấy, cảm thấy rất là ok, rất là phù hợp với mình, kiếm lãi rất là ngon luôn. Đấy, banh bóng ok, mà nhiều khi vào mà buồn buồn thì làm mấy tay tài xỉu sóc đĩa rồi các thứ ấy, rất là ngon, rất là dễ chơi luôn. Bởi vì cái thằng nhà cái 68 cái bài anh em nhá, nó có một cái hay, đó là nó tích hợp cho anh em đầy đủ sảnh 3D và sảnh live đấy, tích hợp song song luôn, cái mà nhiều nhà cái nó không 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 thể làm được. Đấy là nó tích hợp vừa sảnh live vừa sảnh 3D đấy, tức là nhiều anh em thích chơi 3D, nhiều anh em thích chơi sảnh live thì nó đều đáp ứng hết. Đấy là cái mà tôi đánh giá là cái thằng 68 game bài là nó làm rất là hay.
mà tất cả những cái nhà gái khác là không có. Đấy, nhiều lúc mình cảm thấy là mấy cái con bé đó livestream anh em, livestream sóc đĩa hay là chơi bài ấy, rất là khó chịu luôn. Mẹ nhìn chướng mắt, ấy muốn qua chơi 3D cái cho nó lành. Đấy, thì những cái con như kiểu sóc đĩa, nhiều cú bét rồi đó các thứ là nó lại không có anh em ạ, nhìn rất là chán đời luôn. À mà thôi bây giờ tôi không nói đến cú bét nữa đâu, mẹ mình càng nói càng tức. Đấy, ok thì tìm được cái con game này thì bắt đầu là bắt đầu ấy lên, bắt đầu từ từ lên. Đấy, bắt đầu là khơi từ từ lên và bắt đầu lấy lại những gì đã mất. Đấy thì tức là mình mất ở bên kia nhưng mình qua bên này mình lấy lại, thì cái đó thì mình cũng không 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 để ý lắm, không quan tâm lắm. Đấy là việc của những thằng nhà cái thôi, mình làm sao mà ăn được được chứ hơi đâu mà đi quan tâm những cái vấn đề là của ai hay của ai đấy anh em. Đấy, mình ăn được là được đúng chưa. Nhiều khi không có banh bóng này, buồn buồn này vào làm mấy tay tài xỉu như thế này, ui ngon. Làm mấy tay tài xỉu như thế này cũng ngon đấy, tay nãy giờ làm 5 củ rồi ngon lành luôn đấy. Nói chung là hôm qua cũng làm được tí bóng cỏ anh em ơi, hôm qua làm tí bóng cỏ đấy, hôm nay thì cũng gọi là vào cò sát thêm một tí tài xỉu sóc đĩa được các thứ ấy. Tôi vẫn thích đánh tài xỉu kiểu này anh em, bởi vì hồi trước đây mà cái thời mà tôi bắt đầu chơi kiếm tiền online ấy, đó là chơi con rig vip anh em nhớ con rig vip không? Anh em thời đầu ấy là chắc chắn là nhớ con rig vip đấy, thời đó là rig vip là đầu tiên đấy. Mẹ vào chơi tài xỉu bắt đầu thời đầu là vào nạp 20k, nạp thẻ điện thoại anh em 20 50 là chơi, bắt đầu dần dần đi lên, bắt đầu tiền trăm, bắt đầu tiền triệu, chục triệu, trăm triệu đấy, bắt đầu có những lúc ở lên bắt đầu tính tổng cược đấy, bắt đầu tiền tỷ rồi đấy, khi đấy là gọi là lạnh hết gáy rồi. Nhưng mà tầm này thì cũng đỡ run rồi anh em ơi, quen rồi, ăn cũng nhiều mà báo cũng nhiều rồi, quen rồi anh em ạ. Đấy làm nó tay này nghỉ này, húp này, húp này, ngon chưa đấy, đơn giản chưa đấy. Nhiều lúc chỉ vào làm mấy tay thế là đi ra thôi đấy, chủ yếu tập trung banh bóng anh em ạ, chủ yếu tập trung banh bóng thôi. Nhưng mà thời gian này thì bóng chính cũng không có, đang đợi cái trận chung kết C1 để vào làm phát cho nó to đây anh em ơi. Thì cái trận chung kết C1 thì tôi sẽ lên một cái kèo nhận định cho anh em cụ thể rõ ràng luôn, ok nha anh em. Thì cái đường link của nhà cái này tôi sẽ để ở phần mô tả cho anh em, anh em có thể vào test xem thế nào có đúng như cái ý của tôi không, nếu ok thì anh em tham gia kiếm lại, ok nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.